Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Đình Trinh cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Putin được tường trình sắp đưa ra tối hậu thư. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Ukraine war map shows Zelensky gains as Putin allegedly delivers ultimatum. Nghĩa là bản đồ chiến tranh cho thấy Tổng thống Zelensky đang thắng lợi trong khi Putin được cho là sắp đưa ra tối hậu thư. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Đình Trinh. Theo bản tin mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đang mất kiên nhẫn với Bộ trưởng Quốc phòng kỳ cựu Sergei Shoigu khi các lực lượng của Mạc Tư Khoa đang nỗ lực ngăn chặn cuộc phản công khốc liệt của Ukraine ở phía đông nam nước này. Bản tin hôm Chủ nhật của ISW trích dẫn báo cáo từ kênh Telegram Secrets của Điện Cẩm Linh cho thấy Putin đã đặt ra cho Shoigu một thời hạn để ông phải ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine, được cho là đang cố gắng khai thác những khoảng trống đáng kể trên các tuyến phòng thủ của Nga trong cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra kể từ đầu tháng 6. Một nguồn tin nội bộ của Điện Cẩm Linh tuyên bố rằng Putin được tường trình đã đưa ra cho Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thời hạn một tháng cho đến đầu tháng 10 năm 2023 để cải thiện tình hình trên chiến tuyến, ngăn chặn các cuộc phản công của Ukraine và để các lực lượng Nga giành lại thế chủ động, tiến hành một chiến dịch tấn công vào một thành phố lớn hơn của Ukraine, ISW viết. Tuyên bố của những người trong cuộc, nếu đúng, có thể chỉ ra rằng Bộ Chỉ huy quân sự Nga có thể ra lệnh phản công không ngừng với hy vọng buộc cuộc phản công của Ukraine lên đến đỉnh điểm, ngay cả khi phải trả giá đắt cho khả năng quân sự của Nga. Bản tin cho biết thêm, việc Nga phản đối việc nhượng lại đất cũng có thể gắn liền với nỗ lực của các chỉ huy và quan chức quân đội Nga nhằm sử dụng phản công để đạt được các mục tiêu chính trị, hoặc nó có thể xuất phát từ những tính toán vi mô của Putin. Kênh Telegram Secrets của Điện Cẩm Linh thậm chí còn cho rằng Putin đang chuẩn bị người thay thế Shoigu là tư lệnh binh chủng nhảy dù, Thượng tướng Mikhail Teplinsky. ISW viết rằng điều này có thể đã gây ra một cuộc đấu tranh nội bộ khác. Bản tin cho biết các nguồn tin nội bộ của Nga và các blogger ủng hộ Teplinsky tuyên bố rằng Shoigu đã tập trung vào việc đặt ra các điều kiện để thuyết phục Putin loại bỏ Teplinsky khỏi quyền chỉ huy. Điều này có thể đạt được nếu Shoigu có thể đạt được các mục tiêu của Putin trong cuộc phản công. Một kênh ủng hộ Teplinsky thậm chí còn tuyên bố rằng Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã loại Teplinsky khỏi quyền giám sát hoạt động phòng thủ ở miền nam Ukraine, mặc dù ISW không thể xác nhận tính xác thực của tuyên bố này vào thời điểm hiện nay. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để yêu cầu bình luận. Thành tích kém cỏi liên tục của lực lượng lục quân Nga đã gây bẻ mặt cho Điện Cẩm Linh và Bộ Quốc phòng. Kể từ khi lực lượng tấn công phía Bắc của ngoại ô Kyiv sụp đổ, quân đội được cho là đáng gờm của Nga đã nhiều lần bị buộc phải rút lui lớn trước các cuộc tấn công của Ukraine. Trong khi đó, các cuộc tấn công của Nga đạt được rất ít kết quả với cái giá phải trả quá cao. Các đơn vị tinh nhuệ được cho là đã chịu thương vong nặng nề, cần phải huy động quân chúng để củng cố hàng ngũ và tiếp tục chiến tranh. Nhưng bất chấp tất cả những thất bại của mình, quân đội Nga vẫn nắm giữ một vùng đất rộng lớn ở miền nam Ukraine, nơi có tầm quan trọng chiến lược. Cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine đang tìm cách cắt đứt hành lang đất liền nối Crimea bị tạm chiếm với miền Tây nước Nga, hoặc ít nhất là làm cho quân Nga không thể sử dụng được. Hoạt động này đã bắt đầu muộn hơn dự định và tiến hành chậm hơn dự kiến. Thương vong của người Ukraine được cho là ở mức cao, gây ra sự chỉ trích và lo ngại từ nước ngoài. Và, như Newsweek đưa tin, căng thẳng trong nội bộ của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, lực lượng của Kyiv đã đạt được những thắng lợi đáng kể ở địa phương.
cuối tuần này xuất hiện thông tin Ukraine tập trung các đơn vị thiết giáp nhằm khai thác lỗ hổng trong phòng tuyến của Nga gần khu định cư Zaporizhia ở Verbov ở đông nam Ukraine. Sự xâm nhập liên tục của các phòng tuyến của Nga ở đây có thể mở đường cho các lực lượng Ukraine tiến tới trung tâm chiến lược Tokmak ở phía tây nam và thậm chí có thể tiến tới thành phố Melitopol, một mục tiêu chiến lược quan trọng đối với Kyiv. Một mục tiêu quan trọng khác là thành phố Berdyansk ở biển Azov, cách Verbov 55 dặm về phía tây nam. Tướng dẫn đầu cuộc phản công của Ukraine dọc mặt trận phía nam Oleksandr Tarnovsky nói với CNN cuối tuần này rằng quân của ông xung quanh Verbov có một bước đột phá và chúng tôi tiếp tục tiến xa hơn. Không nhanh như mong đợi, không giống như trong các bộ phim về Thế chiến thứ hai, ông nói, điều quan trọng là không để mất thế chủ động. Hạm đội Baltic của Nga không còn khả năng thực hiện các cuộc tấn công đổ bộ. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Russia's Baltic Fleet no longer capable of amphibious assault report, nghĩa là hạm đội Baltic của Nga không còn khả năng thực hiện các cuộc tấn công đổ bộ. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Theo một báo cáo mới, hạm đội Baltic của Nga không còn khả năng tiến hành các hoạt động đổ bộ quy mô lớn. Theo báo cáo của Rochen Consulting, những phát hiện này dựa trên phân tích các cuộc tập trận gần đây mang tên Ocean Shield 2023 do Hải quân Nga tiến hành ở biển Baltic. Công ty chuyên về tình báo nguồn mở, báo cáo và phân tích xung đột, thị trường quốc phòng toàn cầu và an ninh quốc gia, đồng thời hiện tập trung vào giám sát các hoạt động quân sự ở Ukraine. Hạm đội Baltic của Nga bắt đầu cuộc tập trận hải quân Ocean Shield 2023 vào tháng 8 dưới sự chỉ huy của Tổng tư lệnh Hải quân, Đô đốc Nikolai Yevmenov. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập trận có sự tham gia của hơn 30 tàu thuyền quân sự, 20 tàu hỗ trợ, 30 máy bay và khoảng 6.000 binh sĩ và sĩ quan. Cuộc tập trận diễn ra cùng thời điểm NATO đang tổ chức cuộc tập trận trên biển Baltic. Rochan Consulting lưu ý rằng cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm mối quan hệ giữa Nga và các nước thành viên NATO đang ở mức thấp nhất. Đồng thời, cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine đã tác động tiêu cực đến lực lượng vũ trang nước này, trong đó có Hải quân Nga. Báo cáo cho biết, đặc biệt hạm đội Baltic đã bị suy giảm năng lực, đồng thời lưu ý rằng 3 trong số các tàu đổ bộ lớn của họ đã được triển khai tới Hắc Hải trước chiến tranh và do việc đóng cửa eo biển Bosphorus, họ chưa thể quay trở lại cảng Baltic, quê hương của họ. Báo cáo nhấn mạnh rằng, tương tự như vậy, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 336 của hạm đội Baltic đã chịu tổn thất đáng kể trong cuộc chiến, làm suy giảm đáng kể khả năng triển khai sức mạnh của hạm đội. Công ty tư vấn đánh giá rằng, cuộc tập trận quân sự Ocean Shield 2023 cố gắng cho NATO thấy rằng Nga vẫn có thể triển khai sức mạnh của mình trên khắp khu vực Baltic và có thể gây tổn hại đến tiềm năng của NATO trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào tháng 8 rằng, cuộc tập trận nhằm kiểm tra sự sẵn sàng của Hải quân trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia của Liên bang Nga trong một khu vực hoạt động quan trọng và sẽ có sự tham gia của các lực lượng nhằm thực hành cách bảo vệ các tuyến đường biển, vận chuyển quân đội và hàng hóa quân sự cũng như bảo vệ bờ biển. Nhưng báo cáo cho biết, cuộc tập trận chỉ xác nhận rằng hạm đội Baltic đã mất khả năng tiến hành một hoạt động đổ bộ tấn công quy mô lớn do thiếu sự tham gia của các tàu đổ bộ lớp Ropucha và Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 336 trong cuộc chiến ở Ukraine. Siêu tăng Abrams do Mỹ sản xuất đã xuất hiện ở Ukraine. Các quan chức Mỹ đã thông báo về sự xuất hiện của những chiếc xe tăng Abrams đầu tiên trong số 31 xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất mà Hoa Kỳ đã hứa với Ukraine. Tờ New York Times đưa tin, Abrams sẽ nằm trong số những xe tăng khác trong kho vũ khí của Ukraine mà nước này có thể sử dụng để tiến vào và có thể giành lại lãnh thổ do Nga nắm giữ ở khu vực phía đông và phía nam Ukraine, nơi giao tranh đã diễn ra trong nhiều tháng mà không có đột phá lớn. Nhưng Kirill Budanov,
nhà lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã cảnh báo rằng xe tăng Abrams sẽ cần được triển khai theo cách rất phù hợp cho các hoạt động rất cụ thể được chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu không sẽ có nguy cơ bị phá hủy. Tướng Budano cho biết tuần trước trong một cuộc phỏng vấn với một blog quân sự của Mỹ rằng nếu họ chỉ đơn giản được cử ra tiền tuyến để cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga thì họ sẽ không sống được lâu trên chiến trường. Chúng cần được sử dụng trong những chiến dịch mang tính đột phá đó nhưng phải được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Quyết định tặng xe tăng Abrams của Mỹ đã mở khóa cho việc chuyển giao từ các quốc gia Âu Châu vài chục xe tăng Leopard do Đức sản xuất, một loại vũ khí tinh vi khác của phương Tây, là điều mà Berlin không sẵn lòng trao cho Ukraine nếu không có cam kết tương tự từ Hoa Kỳ. Anh cũng đã giao ít nhất 14 xe tăng Challenger 2 vào mùa xuân. Putin dồn dập những tin buồn. Sau đô đốc hải quân là một tướng không quân đang trong tình trạng nghiêm trọng. Hai ký giả Katie Davies và Will Stewart của tờ The Sun có trụ sở ở London có bài tường trình nhan đề Admiral Wiped Out, Commander of Putin's Black Sea Fleet, Killed in Missile Strike along with 33 leaders in biggest gap of whole world. Nghĩa là đô đốc bị xóa sổ, chỉ huy hạm đội hắc hải của Putin bị giết trong cuộc tấn công hỏa tiễn cùng với 33 chỉ huy trong trận chiến lớn nhất của toàn bộ cuộc chiến. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Ukraine tuyên bố chỉ huy hạm đội hắc hải đáng sợ của Vladimir Putin đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào Crimea. Đô đốc Viktor Sokolov được hiểu là một trong 34 sĩ quan thiệt mạng sau khi Storm Shadows tấn công trụ sở ở Sevastopol. Sokolov đã được Putin lựa chọn cẩn thận để khôi phục niềm tự hào của hạm đội sau thất bại năm ngoái trước hỏa tiễn Neptune của Ukraine trên chiếc soái hạm Moskva. Nhưng hôm thứ Sáu, đoạn phim cho thấy sau một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn, khói đen đã cuồn cuộn bốc lên từ tòa nhà ở Crimea, nơi bị bạo chúa sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014. Cuộc tấn công thứ hai sau đó đã được tiến hành vào hôm thứ Bảy, kèm theo một đoạn clip cho thấy khoảnh khắc hỏa tiễn Storm Shadow do Anh cung cấp đã bắn trúng tòa nhà đã bốc cháy ở Sevastopol. Lực lượng tác chiến đặc biệt của quân đội Kyiv tuyên bố các cuộc tấn công đã làm 105 người trong hạm đội bị thương và 34 người thiệt mạng. Phát ngôn nhân nói thêm, tòa nhà trụ sở không thể được khôi phục. Vương quốc Anh đã đồng ý gửi hỏa tiễn Storm Shadow tới Ukraine vào tháng 5 sau khi cam kết tăng cường cung cấp vũ khí tầm xa. Các hỏa tiễn phá bom khe đã trở thành cơn ác mộng đối với Putin vì chúng có thể tấn công các mục tiêu cách xa tới 350 dặm mà từ lâu đã nằm ngoài tầm với của Ukraine. Trước đây, chúng từng được sử dụng để làm nổ tung những cây cầu quan trọng ở Crimea cũng như các căn cứ quân sự quan trọng. Trung tướng Kirill Budanov, giám đốc tình báo quân đội Ukraine cho biết, các chỉ huy bao gồm Thượng tướng Alexander Romanchuk, Tham mưu trưởng và Trung tướng Oleg Starkov đã bị thương trong cuộc tấn công. Nhưng Ukraine hiện tuyên bố Sokolov đã thiệt mạng trong các cuộc không kích. Điều này khiến ông trở thành một trong những chỉ huy cao cấp nhất của Putin thiệt mạng trong cuộc chiến và là đô đốc đầu tiên tử trận. Mạc Tư Khoa đã áp đặt lệnh cấm đưa tin sau cuộc tấn công hôm thứ Sáu, một động thái cho thấy hậu quả đã rất nghiêm trọng. Ukraine hôm nay cho biết, một cuộc tấn công trước đó nhằm vào tàu đổ bộ lớn Minsk ở Sevastopol đã dẫn đến tổn thất không thể khắc phục đối với 62 người trên tàu đang neo đậu trước khi triển khai. Một chiếc tàu ngầm trị giá 250 triệu bảng Anh cũng bị bắn trúng, chiếc Rostov-on-Don. Trong khi đó, ngày hôm nay có xác nhận rằng Nga đã phải chịu một thất bại khác liên quan đến các sĩ quan cao cấp trong cuộc tấn công vào căn cứ không quân gần Kursk, nơi chứa các chiến đấu cơ MiG-29 SMT và Su-30 SM. Chỉ huy trung đoàn không quân và các sĩ quan cao cấp khác đang kiểm tra một máy bay không người lái Kamikaze chưa nổ đã đáp xuống căn cứ Kalino. Nhưng khi họ kiểm tra thì nó phát nổ. Một nguồn tin cho biết, chúng tôi có tin xấu ở Kalino. Có những người bị giết và những người bị thương. Một chiếc UAV đã đến
nhưng nó rơi vào một thùng chứa nào đó và không phát nổ. Khi tư lệnh trung đoàn, chính trị viên và một số người khác đến nơi này, họ bắt đầu kiểm tra và một vụ nổ đã xảy ra. Tư lệnh trung đoàn đang trong tình trạng rất nghiêm trọng tại bệnh viện. Hai người đã chết. Nga tỏ ra sẵn sàng trả lại Crimea cho Ukraine, nhưng với một điều kiện. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Russia appears ready to accept Crimea as Ukraine's on one condition. Nghĩa là Nga tỏ ra sẵn sàng chấp nhận Crimea là của Ukraine với một điều kiện. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dường như ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đã được thỏa thuận sau khi Liên Xô tan rã, khi Crimea được quốc tế công nhận là một phần của quốc gia mà Mạc Tư Khoa đã và đang xâm chiếm. Người dùng mạng xã hội Ukraine đã ghi nhận phản ứng của ông Lavrov tại cuộc họp báo bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Bảy khi được hỏi liệu Nga có công nhận chủ quyền của Ukraine hay không. Nga sáp nhập trái phép Crimea vào năm 2014 và Kyiv đã nhiều lần tuyên bố rằng một trong những mục tiêu chiến tranh của họ là chiếm lại bán đảo bị tạm chiếm, nơi xảy ra hàng loạt cuộc tấn công quy mô lớn gần đây do lực lượng Ukraine tiến hành. Ông Lavrov cho biết, vào năm 1991, Mạc Tư Khoa đã công nhận chủ quyền của Ukraine trên cơ sở tuyên ngôn độc lập mà nước này đã thông qua khi rời Liên Xô, trong đó Crimea được coi là nằm dưới sự kiểm soát của Kyiv. Ông nói rằng, tuyên bố này chứa đựng rất nhiều điều tốt đẹp, vốn là một phần của hiến pháp Ukraine, bao gồm việc bảo vệ quyền của người thiểu số và vị thế của tiếng Nga. Ông Lavrov nói, một trong những điểm chính đối với chúng tôi là Ukraine sẽ là một quốc gia không liên kết và sẽ không tham gia bất kỳ liên minh quân sự nào. Trong những điều kiện đó, chúng tôi ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia này. Điều này nhắc lại một trong những lời biện minh của Điện Cẩm Linh cho cuộc xâm lược của mình, cụ thể là sự liên kết của Kyiv với NATO và sự xâm lấn của liên minh này vào biên giới của Nga. Sau đó, ông Lavrov lặp lại luận điệu của Điện Cẩm Linh về sự can thiệp của Mỹ vào Ukraine trong một cuộc đảo chính năm 2004 và nói rằng vào năm 2014, Crimea đã gia nhập Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này đã bị cộng đồng quốc tế lên án. Ông cũng tuyên bố Kyiv đã xúi giục cuộc chiến ở Donbass. Chúng tôi không có vấn đề gì với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Nó đã bị phá hủy bởi những người thực hiện và ủng hộ cuộc đảo chính. Những người mà các nhà lãnh đạo của họ đã tuyên chiến với chính người dân của họ và bắt đầu ném bom vào dân của mình. Ông Lavrov nói thêm, theo bản ghi bình luận của ông trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga. Ngạc nhiên, Nga công nhận sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong khuôn khổ tuyên bố về chủ quyền nhà nước ngày 16 tháng 7 năm 1990. Cố vấn nội vụ Ukraine Anton Cherashenko viết trên X bên cạnh một đoạn video clip bình luận. Cherashenko nói thêm rằng, tuyên bố cũng đề cập hai lần đến quyền bất khả xâm phạm biên giới của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Ukraine, với tư cách là một quốc gia dân tộc có chủ quyền đang phát triển trong phạm vi biên giới hiện có của mình. Ông nói thêm, lãnh thổ của SSR Ukraine trong biên giới hiện tại là bất khả xâm phạm và không thể thay đổi hoặc sử dụng mà không có sự đồng ý của họ. Maria Draska, người làm việc trong lĩnh vực đối ngoại Ukraine, đăng trên X, tôi hy vọng điều vô lý này không gây ấn tượng với khán giả phương Tây, mặc dù điều đó thật thú vị. Nhưng nếu bạn rất tôn trọng sự toàn vẹn của Ukraine, thì hãy trả lại Crimea cho chúng tôi. Ông Lavrov cũng tận dụng cuộc họp báo để cáo buộc phương Tây đang chiến đấu trên thực tế chống lại Mạc Tư Khoa ở Ukraine, đồng thời đề cập đến các thiết bị quân sự của phương Tây cung cấp cho Kyiv. Dân Nga hoang mang trước những bí ẩn bao quanh vụ mất điện ở thành phố lớn của Nga. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Mystery Surrounds Power Outage in Major Russian City, nghĩa là bí ẩn xung quanh sự việc mất điện ở thành phố lớn của Nga.
Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Đình Trinh. Theo các kênh Telegram địa phương, phi trường Pulkovo ở St. Petersburg và các khu vực xung quanh bị mất điện vài giờ sau khi người dân cho biết đã nghe thấy một âm thanh lớn và một tia sáng chói lòa. Dịch vụ báo chí của phi trường Pulkovo nói với hãng thông tấn nhà nước Nga Interfax rằng sự việc mất điện tạm thời đã xảy ra tại khu vực khởi hành các chuyến bay nội địa của phi trường vào tối Chủ nhật. Điện cũng bị cắt ở quận Susari gần đó. Phi trường cách trung tâm thành phố St. Petersburg 23 km về phía nam. Nhiều vụ nổ đã được báo cáo ở Nga kể từ khi Vladimir Putin phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, với các cuộc tấn công gần đây nhắm vào thủ đô Mạc Tư Khoa. Các vụ nổ hiếm khi được báo cáo ở St. Petersburg, nhưng vào tháng 4, blogger ủng hộ Điện Cẩm Linh Vladlen Tatarsky đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại một quán cà phê trong thành phố. Một giờ trước khi mất điện, các kênh Telegram đưa tin người dân địa phương đã nhận thấy những xáo trộn bí ẩn. Theo người dân địa phương, sự việc mất điện xảy ra khoảng vài giờ trước đó. Họ nhìn thấy một tia sáng trên bầu trời và nghe thấy một vụ nổ lớn. Kênh Telegram Ostrozhno Novosti đưa tin. Theo báo cáo, khu vực này cũng không có nguồn cung cấp nước. Người dân nói với kênh Telegram Mars, toàn bộ khu vực, tất cả các tòa nhà đều không có điện, thang máy đứng yên, không có ánh sáng và cũng không có nguồn cung cấp nước. Phi trường Pulkovo cho biết nguồn điện đã được khôi phục tại khu vực khởi hành và phi trường đang hoạt động bình thường. Cơ quan báo chí của họ cho biết nguyên nhân mất điện là do mất điện ở St. Petersburg. Video được kênh Telegram đăng tải cho thấy thành phố chìm trong bóng tối. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra tia sáng và vụ nổ, các quan chức vẫn chưa bình luận về tình hình. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga qua email để bình luận. Trong khi đó, các chuyến bay ở Mạc Tư Khoa đã bị đình chỉ hoặc bị trì hoãn tại các phi trường vào tối Chủ nhật. Nhà chức trách không đưa ra lý do ngay lập tức. Ngày 12 tháng 9, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đang tái bố trí lực lượng phòng không xung quanh Mạc Tư Khoa khi thủ đô này phải đối mặt với số lượng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày càng tăng. Trong một bản cập nhật tình báo, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga đã điều chỉnh lại vị thế của hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung xung quanh Mạc Tư Khoa nhằm nỗ lực phòng thủ hiệu quả hơn trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà thành phố này hiện đang trải qua hầu hết các ngày. Ukraine thường tránh xa việc nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công trên đất Nga, nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đây đã nói rằng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga là một quá trình tất yếu, tự nhiên và hoàn toàn công bằng. Các chỉ số tích cực có thể nhìn thấy trong cuộc phản công của Ukraine. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Positive Indicators Visible in Ukrainian Counteroffensive, nghĩa là các chỉ số tích cực có thể nhìn thấy trong cuộc phản công của Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Trong những ngày gần đây, người ta đã quan sát thấy các xe thiết giáp của Ukraine hoạt động vượt qua một số chướng ngại vật phòng thủ mà lực lượng Nga đã thiết lập vào mùa đông năm ngoái tại các khu vực phía nam bị tạm chiếm của đất nước. Mặc dù sự phát triển này không nhất thiết báo trước một bước đột phá sắp xảy ra, nhưng nó mang lại triển vọng rằng sau nhiều tháng cố gắng vượt qua các bãi mìn dưới hỏa lực pháo binh hạng nặng, những nỗ lực phản công của Ukraine đã thành công hơn mức thường được đánh giá. George Barros thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh nói với Newsweek: các chỉ số tích cực chắc chắn đã cải thiện tinh thần của tôi trong 2 tuần qua, nhưng đây vẫn là một cuộc chiến khó khăn. Những chỉ số tích cực đó bao gồm các cảnh quay được xác nhận về xe chiến đấu bộ binh Marder do Đức sản xuất và xe chiến đấu bộ binh Stryker do Mỹ sản xuất hoạt động bên ngoài các công sự dã chiến chính gần phòng tuyến Robotin và Verbon. Chúng vượt qua hào chống xe tăng, răng rồng và các chiến hào được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất, Barros lưu ý. Trong khi nhiều nhà quan sát cả ở Ukraine và nước ngoài bước vào mùa hè với kỳ vọng sẽ thấy lực lượng của Kyiv đạt được những tiến bộ về lãnh thổ tương tự như những gì họ đạt được năm ngoái ở khu vực Kharkiv và Kherson,
thì sự chậm trễ của phương Tây trong việc cung cấp vũ khí hạng nặng kết hợp với giao tranh ác liệt ở phía đông xung quanh Bakhmut và mùa đông vừa qua đã cho phép lực lượng Nga xây dựng một loạt chướng ngại vật dọc theo tiền tuyến của cầu đất liền ở phía nam. Để đạt được tiến bộ bền vững, Ukraine hiện phải cân bằng các kế hoạch hoạt động của mình để làm suy yếu lực lượng Nga, trong khi vẫn bảo toàn sức mạnh chiến đấu của mình để sử dụng trong một cuộc chiến mà hầu hết các nhà phân tích dự đoán sẽ kéo dài nhiều năm. Barros giải thích, có nhiều cách để thắng trong các cuộc chiến khi không kiểm soát được lãnh thổ và có nhiều cách để thua trong các cuộc chiến khi kiểm soát được lãnh thổ. Về mặt chiến thuật, người Ukraine không chiến đấu chỉ để giải phóng hàng dặm vuông mà để duy trì thế chủ động nhằm ngăn chặn người Nga tập hợp lại và củng cố các vị trí phòng thủ của họ một lần nữa. Như vậy, thước đo quan trọng nhất cho sự thành công của Ukraine trong những tháng tới sẽ không phải là số lượng thị trấn bị tạm chiếm được lấy lại, mà là số tuần mà họ có thể tiếp tục gây áp lực lên phòng tuyến của Nga, với hy vọng rằng cuối cùng sự cân bằng của lực lượng cho phép họ đột phá và khai thác mọi lỗ hổng ở mức tối đa có thể. Barros nói, nếu đến ngày 31 tháng 12, người Ukraine có thể tiếp tục chiến đấu, tước đi cơ hội phản công lên đến đỉnh điểm của quân Nga, thì đó là thành công. Sẽ chỉ thất bại nếu họ cố gắng đi quá nhanh và từ đó đánh mất thế chủ động. Vương quốc Anh cho rằng Nga chỉ có khả năng tấn công tối thiểu. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Russia has only minimal capability on offensive, United Kingdom. Nghĩa là Vương quốc Anh cho rằng Nga chỉ có khả năng tối thiểu về mặt tấn công. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Theo các quan chức quốc phòng Anh, các lực lượng Nga đang gặp khó khăn trong nỗ lực tiến hành tấn công vào hai khu vực của mặt trận ở Ukraine. Với cuộc phản công của Ukraine nhằm chiếm lại lãnh thổ bị Nga tạm chiếm đã gần 4 tháng, quân đội Nga đã thực hiện nỗ lực phối hợp phản công tại các khu vực ở Orykiv và Bakhmut, Bộ Quốc phòng Anh cho biết hôm thứ Hai. Tuy nhiên, Bộ này cho biết quân đội Ukraine đã đánh bại các cuộc tấn công này của Nga và giữ vững vùng lãnh thổ mới được giải phóng. Bộ Quốc phòng Anh lưu ý rằng, cộng đồng quân sự Nga thể hiện sự vỡ mộng tột độ về những bước tiến thiếu hiểu biết, thiếu sự hỗ trợ của pháo binh và tổn thất cao. Bản cập nhật cho biết các lực lượng Nga đang thể hiện khả năng tấn công tối thiểu khi các chỉ huy Nga vật lộn để điều phối các tác động chung phức tạp, tập trung đủ đạn pháo và duy trì sĩ khí và tinh thần tấn công cao. Tuy nhiên, bản cập nhật nhấn mạnh những tổn thất của Nga và những lợi ích của Ukraine. Lưu ý rằng, quân đội Mạc Tư Khoa có khả năng tiến hành các hoạt động phòng thủ vững chắc trong 9 tháng qua. Newsweek đã gửi email cho Bộ Quốc phòng Nga để bình luận. Ukraine đang cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga và trong khi Nga phải chịu tổn thất nặng nề, việc bảo vệ các vị trí của mình có thể sẽ dễ dàng hơn việc cố gắng đạt được tiến bộ khi cuộc xung đột chuyển sang một cuộc chiến tiêu hao sinh lực. Viện Nghiên cứu Chiến tranh gọi tắt là ISW hôm Chủ nhật cho biết, các đơn vị thuộc 3 sư đoàn của Nga gồm Sư đoàn Súng trường Cơ giới số 42, Sư đoàn dù 76 và Sư đoàn dù số 7 đang tích cực phòng thủ trước các cuộc tấn công của Ukraine xung quanh khu vực Orykiv. Một nguồn tin Nga khẳng định rằng các Sư đoàn dù số 7 và 76 đã thất bại trong việc bao vây mũi tấn công của Ukraine và tính hiệu quả của Sư đoàn VDV số 7 đã suy giảm đáng kể sau cuộc tấn công thành công của Ukraine vào Sở Chỉ huy Sư đoàn vào ngày 19 tháng 9. Tướng chỉ huy cuộc phản công của Ukraine dọc tiền tuyến phía nam Alexander Tarnovsky nói với CNN rằng lực lượng của ông đã đạt được bước đột phá tại thị trấn Verbon ở vùng Zaporizhia, được cho là mục tiêu chính tiếp theo của Ukraine. Tài khoản Telegram của blogger người Nga Sa Teplinsky được đặt theo tên chỉ huy lực lượng dù Nga. Thượng tướng Mikhail Teplinsky bày tỏ sự lo lắng trước viễn cảnh Ukraine có những bước tiến đáng kể trong khu vực Verbon. ISW lưu ý rằng, người viết blog này đã cảnh báo vào ngày 22 và 23 tháng 9 rằng
Lữ đoàn dù số 56 của Nga đang đối diện với mối đe dọa sắp xảy ra là bị bao vây sau cuộc tiến quân của Ukraine vào Vyborg. Tuy nhiên, tổ chức nghiên cứu này nói rằng người viết blog có thể đang phóng đại tình hình để miêu tả tiêu cực về bộ chỉ huy quân sự Nga và ủng hộ Tepinski có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với việc ra quyết định. Bản tin tình báo của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh. Trong bản tin tình báo mới nhất, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã đưa ra các nhận định liên quan đến hạm đội Hắc Hải sau khi tư lệnh của hạm đội này đã tử trận. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Phương Thảo. Hạm đội Hắc Hải của Nga đã hứng chịu một loạt cuộc tấn công lớn trong những tuần gần đây, đỉnh điểm là các cuộc tấn công vào trụ sở chính của lực lượng này vào ngày 20 và 22 tháng 9 năm 2023. Trong suốt cuộc chiến cho đến nay, các cuộc tấn công này gây thiệt hại nhiều hơn và có sự phối hợp chặt chẽ hơn. Thiệt hại vật chất đối với hạm đội Hắc Hải gần như chắc chắn là nghiêm trọng, nhưng chỉ mang tính cục bộ. Hạm đội gần như chắc chắn vẫn có khả năng hoàn thành các nhiệm vụ cốt lõi thời chiến là tấn công hỏa tiễn hành trình và tuần tra an ninh địa phương. Tuy nhiên, khả năng tiếp tục tuần tra an ninh khu vực rộng hơn và thực thi việc phong tỏa các cảng Ukraine trên thực tế có thể sẽ bị giảm đi. Khả năng bảo vệ tài sản của mình tại cảng và tiến hành bảo trì định kỳ cũng có thể bị suy giảm. Một trận chiến tấn công sâu và năng động đang diễn ra ở Hắc Hải. Điều này có thể buộc Nga vào thế phản ứng, trong khi chứng tỏ rằng quân đội Ukraine có thể làm suy yếu việc triển khai sức mạnh chiến lược và mang tính biểu tượng của Điện Cẩm Linh từ cảng nước ấm ở Sevastopol bị tạm chiếm. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.